ngày 30 tháng 7, thành phố Uông Bí sôi nổi tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về phía thành phố có các đồng chí Nghiêm Xuân Cường, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ. Với chủ đề khát vọng xây dựng thành phố Uông Bí, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023 thu hút sự tham gia của 700 diễn viên đến từ 10 đơn vị xã phường. Các đơn vị đã mang đến 50 tiết mục văn nghệ ở các thể loại như ca, múa, nhạc, tiểu phẩm. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi sự phát triển của quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ca ngợi truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Uông Bí trải qua chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển. Với sự đầu tư công phu có tính sáng tạo, chất lượng nghệ thuật cao, các tiết mục văn nghệ ca múa nhạc tại liên hoan đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả, tạo không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi. Kết thúc liên hoan, đội văn nghệ đến từ phường Vàng Xanh đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về phường Trương Vương, Quang Trung, giải ba toàn đoàn thuộc về phường Bắc Sơn, phường Đông và xã Thượng Yên Công. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích và 25 giải A, 23 giải B cho các tiết mục. Được biết, sau 4 tháng triển khai liên hoan tiếng hát khu dân cư, trên toàn thành phố đã có 99 thôn khu dân cư tổ chức liên hoan cấp cơ sở, 3.695 diễn viên quần chúng tham gia và 495 tiết mục được biểu diễn. Thông qua liên hoan, góp phần tạo không khí hăng hái thi đua, lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023, 62 năm thành lập thị xã Uông Bí, nay là thành phố Uông Bí, 28 tháng 10 năm 1961, 28 tháng 10 năm 2023. Đây còn là hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân. Đồng thời, thông qua liên hoan sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham dự liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2023.